cho nên là mọi người hãy cùng với Phương Duyên và Cáo, chúng ta sẽ xây dựng một cái ngôi nhà VN20 nó khang trang hơn, nó vui vẻ hơn và nó có thật nhiều những ca khúc hay các bạn nha, bằng cách là các bạn hãy gửi thư về vn20a@sonfm.com hoặc là inbox vào trong fanpage của VN20 SonFM để chúng ta sẽ cùng nhau tương tác và có thật nhiều những ca khúc hay cũng như là chia sẻ với nhau thật là nhiều cảm xúc các bạn nha. Dạ đúng rồi. Mỗi người làm ngành y đặt lên trên vai mình, đó là hạnh phúc với nghề nghiệp cao cả, cứu người, sánh vai cùng thế giới vì sức khỏe mọi người, nối vòng tay nhân ái, ta bay vào tương lai. Đối với các ngân hàng có đủ điều kiện từ ngày 16 tháng 3, động thái này sẽ giúp giải phóng 78,6 tỷ đô la Mỹ từ các khoản dự trữ dài hạn để giúp các ngân hàng trong nước có thêm vốn để hỗ trợ nền kinh tế. Tại các nền kinh tế lớn khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, các biện pháp giải cứu nền kinh tế khỏi